Sữa non Alpha Lipid Life Life tại sao lại có nhiều giá như vậy? Đây là câu hỏi mà nhiều người tiêu dùng thắc mắc và lo lắng nhất. Họ không biết và không hiểu tại sao cũng là một sản phẩm nhưng lại có nhiều giá đến vậy. Liệu có hàng giả và hàng kém chất lượng hay không? Và làm thế nào để chọn và mua đúng sản phẩm sữa non Alpha Lipid chính hãng của tập đoàn New Image e sản xuất tại New Zealand đây? Sản phẩm sữa non Alpha Lipid của tập đoàn New email sản xuất tại New Zealand chỉ có hai giá thôi thưa quý vị giá nhà phân phối là 1 triệu280.000 đồng trên một lon 450g giá bán lẻ là 1 triệu 536.000 đồng trên một lon 450g giá sản phẩm sữa non Alpha Lipid mua tại công ty thấp nhất là 1 triệu280.000 đồng trên một lon Vậy nguyên nhân nào khiến sữa non lại có giá 500.000 đồng 799.000 đồng, 1 triệu đồng hay 1 triệu 050.000 đồng trên một lon. Cũng dễ hiểu thôi, vì sữa non Alpha Lipid Life Life là sản phẩm tốt, có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người tin dùng. Và là mặt hàng có giá trị tương đối cao, nên tình trạng làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm sao tránh khỏi. Vì vậy, quý vị khách hàng hãy là người tiêu dùng thông minh, chọn đúng sản phẩm chính hãng và chất lượng của tập đoàn để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu của mình. Vậy, để nhận biết sữa non alpha lipid chính hãng bằng cách nào? Thưa quý vị, sản phẩm sữa non alpha lipid LifeFly Life do tập đoàn NewMade sản xuất có mã cốt kèm theo dưới đáy lon, và mỗi lon có một mã cốt khác nhau. Khi quý khách hàng mua và nhận hàng sẽ có hóa đơn giá trị gia tăng trên hóa đơn có ghi mã cốt này khi mua đúng sản phẩm của công ty sẽ có hóa đơn kèm theo. Do đó, khi thấy các sản phẩm bán trôi nổi và tràn lan trên thị trường với giá rẻ, quý khách cần tìm hiểu kỹ để tránh tiền mất tật mang. Khi mua sản phẩm, quý khách phải hỏi người bán là có hóa đơn kèm theo hay không? Dưới đáy lon có mã cốt, mã số hay không? Chỉ khi quý khách mua đúng sản phẩm chính hãng của công ty thì chất lượng mới được đảm bảo với những sản phẩm đúng của công ty thì mới an toàn tuyệt đối. Vì tập đoàn đã mua bảo hiểm cam kết chất lượng trị giá 20 triệu USD New Zealand. Hàng rẻ thì ai lại không thích, không ham, nhưng rẻ mà kém chất lượng và giả thì thà không dùng còn hơn. Đừng ham rẻ để rồi phải hối tiếc, phải lo lắng về sức khỏe của bạn cũng như những người thân trong gia đình của bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và đặt hàng chính hãng tại công ty sức khỏe của khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi